Sau khi mình mở cái tool Winrar lên nè, rồi đợi cho nó nhận cái máy, các bạn nhớ là chỉ chạy rootless thôi nha. Mình bypass mà, mình rootless được rồi. Rồi driver có rồi, các bạn đưa cái máy vô chế độ recovery. Đợi cái máy nó vô chế độ recovery á, thì tiếp tục mình đưa nó vô chế độ DFU như cái tool nó hướng dẫn đó các bạn. Các bạn vô DFU á, mình phải vô chính xác nha, để cái tool nó hoạt động tốt. Nhiều lúc các bạn vô sớm hay trễ, rồi các bạn tắt tool mở lại hay gì đó, thì thường thường nó sẽ bị kẹt driver ha, là nó ít có thành công nha. Rồi máy vô DFU thì cái tool nó sẽ chạy, nó sẽ tìm driver. Khi nó tìm thấy driver, driver gì thì nó tìm là một là driver Winrar, hai là driver DFU các bạn, là driver USB DK, mình thường nói là cho nó dễ hiểu ha, dân dễ thôi. Lúc này nó sẽ check in thì cái máy mình nó sẽ lên tách trái táo. Rồi nó thường thường là nó chạy những cái lệnh bông go á. Nhưng mà cái con này là các bạn để ý nó treo nè, giống như nó không có tìm thấy cái driver USB DK á, USB DK gì á. Lại nó báo mình reconnect á, có nghĩa rút cái máy ra ghim lại để coi thử nó có thấy được cái driver đó không. Nó sẽ chạy tiếp nha. Giờ mình rút ra ghim lại. Rồi ví dụ cái con này nó báo lỗi nè, nó không có tìm thấy cái driver nè, là nó lỗi là nó treo vậy luôn. Các bạn thấy nó treo chứ táo không? Tool thì báo lỗi. Rồi các bạn thoát cái tool ra. Rồi mở cái tool lên lại. Lúc này thì từ từ các bạn bấm fix driver nha. Tool thì nhận mà bao tool nó không có nhận cái máy. Nói chung nó đang kẹt driver các bạn. Từ từ các bạn giờ reset lại. Giờ mình cho cái máy nó lên lại nè, rút cái máy ra ha. Cho nó lên màn hình hello hay là khóa kích hoạt gì đó, các bạn cứ rút ra cho nó lên lại bình thường. Rồi mình ghim vô lại. Mình đợi cái tool đó nó nhận cái iPhone hay iPad của mình á. Rồi cái chữ fit driver trên cái tool đó nó sẽ sáng đèn á. Thì các bạn bấm fit driver giúp mình. Tất nhiên là driver rồi device manager nó nhận đầy đủ nha. Rồi mình bấm fit driver nè. Các bạn đợi cho nó fit driver, nó chạy fit driver thành công á. Rồi mình trở lại cái tool. Rồi mình rootless thì mình chọn rootless nè. Rồi mình tiếp tục mình đưa về lại recovery. Rồi vô DFU. Rồi lúc này thì nó sẽ fit driver được á, là nó cài driver đầy đủ cho mình á. Là tự động nó chạy thôi các bạn. Giờ mình đưa vô DFU nè. Rồi mình nhìn cái tool nó chạy các bạn, để khi cái tool nó chạy á, thì mình nhìn qua bên góc trái cái device manager á, nó sẽ chuyển driver lên xuống nha. Nếu mà nó phát hiện những cái driver cơ bản như là Winrar hay là driver DFU á, là nó sẽ chạy do reset thành công nha các bạn. Các bạn làm mình nên để cái device manager trên màn hình đó, cho mình dễ nhìn, mình dễ quan sát nha. Đó lúc này đã check in nè. Rồi nó thấy cái driver USB DK bên góc trái á, thì cái lệnh bông go nó sẽ chạy. Rồi cái tool nó sẽ báo on đông. Nó vậy thôi. Các bạn nhớ là máy tính mình phải là tắt trình duyệt virus nha. Rồi vô chế độ test mode nha. Chế độ vô hiệu hóa chữ ký gì của Windows luôn nha các bạn. Cái đó các bạn lên Google tìm hiểu giúp mình nha. Tùy theo Windows nha các bạn. Rồi các bạn xem video hay kết thì like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình. Xin chào, cảm ơn các bạn.